Vâng, em Sưởng làm xe Tuấn Anh xin chào tất cả anh em quay trở lại với Sưởng nhà em trong buổi sáng hôm nay. Thì hôm nay em vừa về một chiếc xe Comfort S51, giấy tờ hợp lệ cho anh em chơi. Chiếc xe này thì bên nhà em đang chào bán với cái giá 12 triệu. Anh em có nhu cầu ít tiền và có nhu cầu sử dụng một chiếc xe về chạy luôn thì xin liên hệ với em. Đây là một chiếc Comfort S51. Thì giấy tờ đăng ký là màu trắng, biển số, số máy đăng ký là trùng nhau, số khung thì hợp lệ. Thì ở đây em sẽ quay qua cho anh em, có nhu cầu thì xin liên hệ em nhé. Đây là xe mộc. Đấy, chủ cũ đã chạy và cũng đã lắp những cái đồ nó rất là sáng sủa đấy rồi. Thì về bên nhà em đã chạy cho em nó dàn điện IC Yamaha rồi nhá. Chế thay mới này, máy móc thì vẫn đang chạy khô rang này. Đấy, cần số cần đạp còn đẹp này. Giá hàng đầy đủ hết các bác nhá. Đây, thụt thò thì êm ái. Về anh em chỉ việc chạy luôn này, không phải làm gì cả. Đấy. Điện đài xi nhan đèn đóm đầy đủ các bác nhá. Em có nhu cầu thì xin liên hệ với em. Khóa thì khóa điện IC rồi các bác nhá. Xi nhan bên tay trái này, nhan bên tay phải này, xi nhan phải sau này, xi nhan trái sau này, đèn phanh phiếc đầy đủ nhá anh em nhá. Đấy, đầy đủ cho các bác hết, không thiếu thứ gì cả. Thì bác nào có nhu cầu chiếc xe này thì xin liên hệ với em qua số điện thoại 0353252351. Em cũng quay qua chiếc xe này cho các bác cùng tham khảo thôi. Đây, còi này. Đấy, xe thì đã lên điện bình như xe rồi. Chỉ cần đạp phát là nổ luôn các bác nhá. Đấy, máy đang nổ rồi nhá. Máy đang nổ đấy. Đầy đủ các bác nhá. Anh em về chỉ sẵn chạy thôi. Đấy, điện lên điện bình rồi anh em nhá. Anh em chỉ đạp nhẹ phát là nổ này. Đấy, nhẹ chân máy nổ nhá. Côn thì côn 81 bao bốc các bác nhá. Đấy, bánh bánh này, âm na này, máy móc này đang nổ đấy. Thì bác nào có nhu cầu thì xin liên hệ em qua số điện thoại 0353252351 nhá. Em xin kết thúc video tại đây. Nắp xăng này. Đó. Ok các bác.